Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình đã góp nhận một token RRP. Đây là cùng dự án của DeFi các bạn. Đây thì khi tham một token này nó chỉ giá nó sẽ khoảng là từ 5 đến 12 đô các bạn. Để tham gia chương trình hôm nay bằng phần link mô tả các bạn. Đầu tiên thì bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nha bạn. Rồi các bạn join vào hai kênh Telegram ghi lịch username của mình nha bạn. Rồi theo word thì các bạn theo dõi theo word rồi gỡ lại cái đường link profile hồ sơ của mình các bạn. Rồi đây thì gỡ lại cái link request theo word các bạn. Rồi medium thì các bạn cũng gỡ lại cái link các bạn theo dõi và gỡ lại cái đường link medium của tất cả các bạn nha bạn. Link win này cũng vậy luôn, các bạn vào đăng ký một cái tài khoản rồi các bạn nhấp vào dòng thời gian, các bạn copy cái dòng cái profile link cho cá nhân của mình nha các bạn. Rồi địa chỉ ví thì các bạn dùng địa chỉ ví BNB Smart Chain các bạn. Rồi mã giới thiệu của bạn đi, các bạn bấm gỡ các bạn. Các bạn lưu ý các bạn. Medium thì các bạn lên Setlay gõ từ khóa VDN và các bạn phát IP nha các bạn. Các bạn follow rồi mới được. Vì mình làm sao người ta các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.